Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Oscar là người nhắn tin cho em để giới thiệu là Oscar có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu Oscar nhắn em không có mở tin nhắn lên, tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ. Thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng á hay nhắn tin rồi làm quen con gái á, nên em không có trả lời. Tại con thấy ảnh buồn, cái mình hỏi là người gì vậy, sao mắc gì buồn. Cái ảnh mới nói là tại bạn Oscar kêu là Oscar gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà Oscar chưa có gửi, để vài bữa Oscar gửi. Lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành. Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành nó ra, đưa cho bạn ảnh để trả cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có ba mấy triệu à. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư ba mấy triệu, nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Vậy là quá lời rồi. Lâu lâu là có ôm nhau, thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cà dựng dựng lên, nó không vô ôm, nó cứ chen vô chính giữa nó không vô. Hello mọi người, mình là Mai Sơn, hãy tìm mình trên Speakable nhé. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, yeah. Xin mời. Xin chào, xin chào. Wow, trời ơi. Wow. Bây giờ trước khi giới thiệu tên của hai vợ chồng thì giới thiệu tên của hai bạn nhỏ này trước đi. Bé này tên là bé Na. Bé Na. Còn bé này tên là bé Thỏ. Nhìn cái xe này cái tôi bị nhói tim á hả? Em ơi, tại sao lại là có những cái bánh xe gắn cho các bạn vậy? Tại vì mấy bạn này là bị khuyết tật á, không có xe lăn, mấy bạn không có di chuyển được, nên là chồng em làm xe cho mấy bạn này đi. Chồng em là người nước nào? Dạ, người Colombia. Can you speak Vietnamese? Xíu xíu. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em có thể nói về mình bằng tiếng Việt được không? Xin chào các bạn. Xin chào Quốc Thuận. Thuận. Em chị Hồng Vân. Hồng Vân. How are you? 45. What's your name? Oscar Fernando Ruiz Bonilla. Oscar Fernando. Rồi, mời em. Xin chào cô Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Con tên là Thư. Hiện tại con đang là bác sĩ đa khoa. Năm nay Thư con được 30 tuổi. Con không có làm trong bệnh viện mà là con làm ở phòng khám tâm lý tư nhân. Và thời gian ngoài đó thì con sẽ cùng với anh Oscar để làm xe lăn cho chó mèo, với lại phiên dịch cho ảnh để ảnh kết nối với những cái người Việt Nam làm thêm nhiều xe lăn cho mấy bé chó mèo bị liệt. Có nghĩa là ảnh chuyên về cái ảnh chăm sóc cho mấy bé này. Dạ đúng rồi, chồng con là hồi xưa khi mà ảnh đến Việt Nam thì là ảnh có một cái nhà hàng ở bên Thảo Điền quận 2. Thì thời điểm đó là ảnh có cứu hai em bé cuốn bị liệt và ảnh bắt đầu nghiên cứu làm xe lăn cho mấy bé đó đi. Thì sau này là có nhiều người biết tới á, nên là khi mà ảnh gặp con thì con hỏi ảnh là bây giờ công việc nào làm ảnh hạnh phúc hơn á, thì ảnh thích làm xe lăn hơn, nên con là người ủng hộ ảnh để thay đổi cái công việc. Trước tiên anh xin bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ và đến với Oscar. Đây là một việc làm rất là tốt dành cho các bạn thú cưng, và anh rất là cảm động với cái việc làm của Oscar. Nhưng mà ảnh bây giờ còn làm nhà hàng không em? Dạ không, nhà hàng em đã kêu ảnh đóng cửa lâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện chính của chương trình. Đó là anh không biết rằng là em và Oscar là hai người gặp nhau, cái cơ duyên là các bạn gặp nhau, điều gì mà khiến cho các bạn lại cảm mến nhau? Thật ra là em gặp Oscar cũng là vì tụi em yêu chó mèo nên mới gặp nhau. Trước đây em có hai bé cún và tụi em sống ở một cái tòa nhà. Thì sau một thời gian thì tòa nhà đó là không có cho chó mèo ở nữa, nên là phải di dời đi gấp. Thì lúc đó em rất yêu hai đứa nhỏ của em, nên là em không có muốn là bỏ là nó. Dạ không phải hai đứa nhà, hai đứa nó quậy quá em không cầm theo. Còn hai bạn này là em với anh Oscar cùng nhận nuôi sau này. Thì em lên cái hội yêu chó mèo, em đăng một cái bài là cần kiếm một cái nơi cho những cái em chó mèo của tôi ở, ưu tiên là phải thân thiện với chó mèo tôi mới ở. Thì lúc đó Oscar là đang ở cái nhà đang kiếm người thuê. Oscar là người nhắn tin cho em để giới thiệu là Oscar có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư
rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu Oscar nhắn em không có mở tin nhắn lên, tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng hay nhắn tin rồi làm quen con gái đó, nên em không có trả lời. Thế giờ không biết sao thì sau một ngày thì em mới suy nghĩ lại là thôi mình cứ mở ra coi là cái gì. Thì lúc đó em mở ra em mới biết là Oscar là người đi kiếm người cho thuê nhà. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu vậy là cái người này là cái người tốt nè. Em mới đồng ý gặp. Rồi lần đầu tiên gặp Oscar ngoài đời, ấn tượng gì về chàng trai này không? Lần đầu tiên em gặp Oscar là gặp ở quán ăn chay. Tại thời điểm đó là em đang ăn chay trường. Bây giờ cái quán đó vẫn còn là quán yêu thích của hai đứa. Ấn tượng đầu tiên của Oscar là ảnh đi trễ vì ảnh phải chở một con chó đi bệnh viện. Ảnh tới ảnh xin lỗi mình rối rít là xin lỗi nha, tại con đó nó bị gãy chân rồi, bây giờ không chở nó đi là nó chết, nên là phải chở đi. Thế là mình thấy không có giận vì người ta tới trễ, mà mình nghĩ là à vậy là cái người này thật sự là người ta rất là yêu thương động vật nên người ta mới làm vậy. Nên ấn tượng của con rất là tốt. Rất là tốt Oscar. Đúng không? Còn Oscar thì sao? Well, so one of my friend told me that one beautiful lady was looking for a place to live because she has problem with her animals. She has two dogs before she met me, and she was looking for a dog-friendly place to live. So when I checked her Facebook, because of course I had to check it out, who is going to live in the house that I was in charge. So I checked her profile on Facebook, and I said, interested. She's a beautiful dog lover. Yeah, and if it's dog lover, it's a good person, of course, to come to live in my house. And when I saw her in the first time, she smiled with a big and beautiful smile, and I was like, wow, yes, it's so pretty. Oh, it's so pretty, yeah. Yes. Bao lâu thì anh mới tỏ tình với Thư? Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Tụi con thì sao? Trước khi con gặp Oscar, là trong một thời gian dài 5-6 năm gì đó là con không có hề có bạn trai chính thức. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Tại vì trong 5-6 năm đó thì em gặp gỡ nhiều chàng trai khác nhau. Và em không có đồng ý làm bạn gái của anh chàng nào hết, vì em nghĩ là họ không phù hợp. Thì cho tới trước khi gặp Oscar một tháng là em đã biết được là mình cần một người như thế nào. Thế là em viết lên một cái bảng là người đàn ông mơ ước của tôi sẽ gồm 3 điều sau. Thứ nhất là phải rất yêu thương chó mèo và yêu nó giống như là tôi yêu nó vậy đó. Cái thứ hai là phải là người rất tốt bụng. Và cái thứ ba là phải là người hài hước. Sau đúng một tháng đó là Oscar xuất hiện, là em về em lật cái bảng nó ra coi là thấy đúng ba điều luôn. Đúng không? Nhưng mà là bao lâu rồi em mới dọn tới nhà để mà em thấy? Cái vấn đề là em đang cần dời nhà gấp và em lại phải chuẩn bị đi công tác ở Hà Nội nữa. Nên là không thể nào em dời nhà một mình được. Thế là em kêu Oscar qua nhà em soạn đồ vô hết giùm em đi. Lúc đó Oscar soạn đồ tới tối luôn, cái Oscar ngủ lại cái ghế sofa và em vô phòng em ngủ. Thì tới sáng lúc em thức dậy á thì em thấy có hai chim bồ câu nó bay lên nó đậu ở trên cửa sổ á. Mà là nhà đó tầng 26, ít khi nào con chim bồ câu nó bay lên lắm. Điềm đó đúng em. Rồi cái em chụp tấm hình đó lại em đưa cho Oscar coi, em mới nói nè, ê bây giờ mình Google mình search coi là cái gì. Thì search ra là điềm báo hỷ là gặp được người đúng ý trung nhân. Thế là nó Oscar tinh sái cổ. Sau đó bao lâu thì em mới đi Hà Nội về? Em đi Hà Nội 10 ngày em mới về. Thì lúc đó về là phòng ốc nó xong xuôi hết trơn rồi, em chỉ vô ở thôi, nói chung là lời. Nhưng mà về ở chung không hay là ở riêng phòng? Phòng ở chỗ nhà đó thì Oscar có phòng trên lầu, còn cái phòng của em là phòng ở dưới. Có khi nào Oscar đi lộn phòng không? Đi lộn hoài chứ. Cố tình hỏi đi, cố tình đúng không? Yeah, of course I can pass by to say hey, hello, how are you okay, do you need something, would you like a coffee, a cup of water, whatever. I was really caring about
her happiness of the house, because she was working in a Tao Dien, but she lives in the manor. So when I tried to persuade her to go to move to my house, it was in District 7. So I had to do a good job like customer service for make her feel comfortable living so far from her working place. So I was always caring about how she feels there. Cái giai đoạn là cách đây bao lâu rồi hả Thanh? À, cách đây hồi năm 2019, trước khi dịch Covid xảy ra. Rồi. Đến khi dịch thì chắc chắn rằng là các bạn có những cái khó khăn gì không? Dạ có chứ. Thời điểm đó là thì khó khăn về tài chính rất là lớn. Lúc đó là cũng không có thu nhập. Có một mình con đi làm thôi. Con lo hết cho cả nhà luôn. Nuôi mấy đứa này đầy đủ hết luôn. Thì tốn kém lắm đó. Đúng rồi. Và lúc đó là ảnh đóng cửa nhà hàng là ảnh có thiếu nợ nữa. Thì ảnh không có nói với con là ảnh thiếu người ta. Tại con thấy ảnh buồn. Cái mình hỏi là cái gì vậy, sao mắc gì buồn. Cái ảnh mới nói là tại bạn Oscar kêu là Oscar gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà Oscar chưa có gửi, để vài bữa Oscar gửi. Lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành. Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành đó ra, đưa cho bạn ảnh để trả cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có ba mấy triệu à. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư ba mấy triệu, nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Nghĩ là quá lời rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ đã là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ là gần 3 năm, từ năm 2019 tới rồi. Giờ thì 3 năm ở với nhau thì Oscar có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu của ảnh á là ảnh rất là ai xì hơi luôn á, mà cứ mỗi lần ảnh xì hơi ảnh đổ thừa mấy con chó không à. It's not true. Vậy là cái tật đổ thừa. Đổ tội, đổ thừa. Đổ thừa. Đó. Rồi. Rồi gì nữa? Tối con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mọi đứa một con. Tạm ảnh đang đi ôm chó vậy hả? Đúng rồi. Chà, không ôm nhau luôn. Lâu lâu là có ôm nhau, thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cà dựng lên, nó không cho ôm, nó cứ chen vô chính giữa nó không cho ôm. Rồi tật xấu gì nữa nè? Ăn uống làm sao? Ảnh khó ăn không? Ảnh ăn uống dễ lắm, cái gì ảnh ăn cũng được hết á, miễn là đừng có ăn mấy cái nào có mùi hôi hôi thôi là không ăn được. Mắm ví dụ là bún riêu, có mắm tôm, mắm tôm. Đúng rồi, ảnh không được, nhưng mà ảnh rất là chiều con. Hồi xưa là con thích ăn cái bún cua gánh gì ở chợ Bến Thành á, thì là ảnh đòi ăn thì ảnh cũng chở đi ăn, mà tại vì trong đó nó có mắm tôm nó hôi quá, ảnh không vô ngồi ăn được. Cái ổng qua cái siêu thị tiện lợi kế bên ổng ngồi, ổng ăn xì nách ở bên đó, ổng đợi mình ăn xong rồi ổng chở mình về. Vậy á, chiều vợ mà. Không biết là tính ở nhà có bừa bộn, có ở dơ hay là có gì không? Ảnh rất kỹ tính. Thí dụ nè. Ảnh kỹ tính, ảnh rất ngăn nắp. Ảnh muốn là nhà ổng nào cũng phải thơm, tại ảnh sợ là lỡ hàng xóm đi ngang qua nhà mình mà nghe mùi chó mèo người ta không thích. Nên là một cái nhà mà tới 4 cái máy xông tinh dầu từ trên xuống dưới, cây lau nhà riêng, rồi cây lau cho mấy đứa này là riêng. Rồi nhà tới 4 cái máy giặt lận. Một cái là để giặt đồ cho con với ảnh, rồi một ba cái còn lại là giặt đồ cho mấy đứa này chia ra để không có dơ đó. Kỹ lắm, đồ là phải ngăn nắp, cái ra giường là phải, cái ra này là phải đi với cái gối này, đồ quần áo là phải thơm. Không, vậy là cái kỹ đó là tốt chứ không có xấu miếng nào. Rồi. Có ghen không? Quá có ghen không? Bây giờ hỏi có ghen không? Đó. Vợ đẹp ghen, có ghen không? Oscar có chế lời xong, ảnh nói với con là ảnh không có ghen. Mà thiệt là lâu lâu mình đi chơi thì thấy ảnh gọi, ảnh hỏi thăm vậy thôi chứ cũng không có ghen. I am jealous, I think, but I can't control. And also because Joy is a very serious person, I think she never gave me any reason to be jealous that way. It's easy for me to control that thing. Thật ra là con cũng không có làm gì cho ảnh ghen hết trơn. Có mấy lần là đi ra ngoài chơi với bạn hoặc là đi quán bar với bạn thì mình cũng mặc đồ đẹp, thì ổng cũng chọc, ổng nói là trời sao mà mặc gì mà đẹp như vậy. Đừng có uống bia hay uống cái gì ai mời đó nghe. Thì ảnh chỉ nói vậy thôi. Thì con đi tới đâu cũng gọi video về cho ổng coi mặt. Nên cũng không có gì ghen. Con thì sao, con hỏi anh đi. Em có cái điều gì làm anh chưa vừa lòng không? Bobby, do I have anything that make you don't feel okay, like you want me to change? Just a little or one small detail is sometimes I just think that you can take care of home a little bit more, a little bit better. I mean like supervise what the maids do. But I understand that she is busy. She is always busy. She
is the she is my right hand. She has to do many things. She has to handle many, many activities. So that's why I think I can still be okay with that small situation. That is the only thing that maybe I want to change. But actually, I think everything what she represents is very good for me. Rồi, còn Thư thì Thư mong muốn anh thay đổi điều gì? Oscar hả? Con cũng thấy Oscar vậy được rồi. Không muốn thay đổi gì hả? Tại vì giờ con thấy con sướng này. Thật ra Oscar rất là chiều. Muốn làm gì Oscar cũng cho làm hết trơn. Muốn đi đâu chơi cái nói Oscar, cái Oscar lấy xe chở đi. Con muốn gửi tiền về cho nhà con á. Cái Oscar kêu gửi lẹ đi, muốn gửi nhiều gửi, gửi thêm đi. Gửi ít quá. Rồi con là người ít mua quần áo tại không có thích xài tiền, tiết tiền. Mà Oscar là người thúc đi mua, kêu rủ bạn đi mua đi lựa đồ cho bà mặc đi cho nó đẹp. Nên là giống như giờ gì cũng có chân nên cũng không biết không là đổi muốn. Thật ra hai vợ chồng không ai mong muốn người bạn đời mình thay đổi gì hết. Dạ. Cứ giữ nguyên vậy đi. Dạ. Nhưng mà anh thì anh mong muốn rằng là tất cả cái thời gian sắp tới mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Dạ. Thứ nhất là trong công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ. Cảm ơn anh Quốc Thuận. Cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Ảnh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ mà ảnh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đồ đời của em. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó, ở dưới quê mà chị đối diện đầm ruộng mũi nó cũng chích, mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm núp trong lùm á, nó chào xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Em nói là nụ hôn đáng giá một sợi dây chuyền thì cả cuộc đời em phải đáng giá một vòng sàng chứ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Giống như Quyền. Xin chào hai em. Dạ em chào. Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ dạ. Em biết chị Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con đúng rồi, nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Thiện Hề của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thương hiệu gạo gì vậy? Dạ gạo Vinh Hiển ạ. Vinh Hiển, à, Vinh Hiển. Cái nguồn gạo của mình là lấy từ đâu ạ? Em lấy từ vùng Gò Công, Tiền Giang. Nhà máy sản xuất ở Gò Công, Tiền Giang. Thôi con mời em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau. Mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4. Tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ em với bạn có một cái bạn chung. Hiển thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là crush năm cấp 2. Nhưng mà không có quen nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Thời đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không? Là Trân ơi, Hiển nè đó đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì cũng tên là đồ chữ cái tên là T luôn. Dạ, đúng rồi, lúc đó em nghĩ là bạn bạn Thảo. Dạ đúng rồi. Bạn Thảo Trân. Là bạn của bạn Trân. Dạ. Ủa nhưng mà là Hiển mà cũng mất... có số của bạn này luôn. Dạ, không mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo đúng bạn rồi. Nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là hôm nay có đi học không tê, dạo này sao rồi. Cái em mới thấy là ủa sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi bạn là có hỏi đi vậy? Học không mà còn hỏi là dạo này sao nữa. Em mới nói là ủa vậy H là ai vậy. Em bạn này nói là ủa Hiển nè. Hiển nè. Lúc đó mới lòi ra một ông Hải một ông Hiển. Dạ đúng rồi. Bà Trang một Trân. Bà Trân với một bà Thảo. Dạ. Hai HH hai TT chúng nó lộn cuối cùng là một cặp này dính. Đó. Nói chung là hờ tờ đó. Hờ tờ. Nhưng mà cái cặp kia có dính không? Dạ không, cặp kia thì không có quen biết nhau. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, xả uổng. Ủa, hết 100 tin nhắn. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn.
ai nhờ dính luôn. Nhắn qua nhắn lại gì thì có bị phụ huynh phát hiện không? Đó, cũng nghi kỳ lắm anh. Lúc mà nhắn được khoảng thời gian mà em thấy cái gì mà nhắn lúc nào cũng bấm điện thoại mà không cần nhìn bàn phím luôn, có thể vừa chạy vừa nhắn tin luôn á. Nên là mẹ tịch thu điện thoại. Bị phụ huynh tịch thu điện thoại rồi. Dạ. Vậy thì lúc đó hai đứa em chuyển sang phương thức mới. Phương thức gì? Viết thư. Dạ, viết thư tài. Rồi. Tập 200 trang á mà cứ rứt vậy là viết hết cuốn này tới mà cuốn kia luôn. Mà thường viết gì? Kể chuyện qua lại về tuổi thơ, về ước mơ, hiện tại rồi tương lai. Đó, xong rồi mẹ em thấy là nếu mà nhắn tin á thì còn có lúc ngừng, lúc đợi tin nhắn qua, còn viết thư còn mất thời gian hơn nữa. Nên thôi, cuối cùng tao trả điện thoại cho mày, muốn làm gì làm đi. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á? Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á xác định chắc ngày sinh nhật của Trân. Ngày hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là anh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà sao ông giàu dữ vậy? Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa, lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 2. Mới 12 là sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc cơ mà. Thôi nhưng mà dây chuyền bạc nhưng mà tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Ảnh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà ảnh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. Dạ. Tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà ảnh đi cướp của người ta. Ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Được không? Thì cũng được. Trao nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị. Nói chuyện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á. Nó chào. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Về mặt phim ảnh á thì hơi lãng mạn đúng không? Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng không mong quạnh mũi mầm ngay phới luôn á, nhái đồ rồi dạ, cổ vũ đồ. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau, rồi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt. Dạ. Rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý. Dạ. Và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi. Hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng. Như rồi. Như vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng tại rồi. Vì quen á là quen đầu năm 2020. Đó rồi, ông tính dữ vậy. Đã quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra. Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Dạ. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không. Em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi đó. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Thì bảng điểm đã đầy đủ hết rồi, nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV bên nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng chưa tự tin rồi, tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ
thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đầu vào. Cái lúc mà ảnh thăng hoa trong công việc á thì lúc đó thì em lại cảm thấy hơi có một chút gì đó chạnh lòng một chút, tại vì mình đã giống như là giúp mọi thứ, giúp ảnh nâng cao trong công việc. Công việc của em thì cái nghề luật của em mới ra trường thì nó cũng vất vả lắm. Và em không có được cái như ý của mình. Khoảng thời gian đó ảnh đi công tác, đi tiếp khách, đi bạn bè, rồi phát triển sự nghiệp của mình á. Và em thì cắt hết mối quan hệ bạn bè để dành tất cả thời gian cho ảnh. Xong tới dần này ảnh đi rồi, ảnh đi con diều phút lên rồi em ở dưới em nhìn lên thôi. Cảm giác mình giống như mình đi trước về sau đó, phải không? Dạ đúng rồi. Và em học giỏi thì mọi người kỳ vọng cũng nhiều, mà lúc đó chưa được cái gì hết. Mà lúc đó em khóc nhiều lắm, mỗi lần ảnh đi chơi về là em sẽ khóc. Rồi cuộc sống của em nó cũng stress nhiều, mất ngủ. Tự nhiên cái một hôm đó em nhìn vô gương á, em thấy mắt em nó sưng lên như nè. Cái em nghĩ, ủa tại sao ảnh đâu làm gì mình đâu, mà mình cuộc sống của mình cũng đâu đến nỗi đâu mà sao mình phải khóc nhiều như vậy. Thì em quyết định là em thay đổi, em không có bắt ảnh là phải thế này thế nọ thế kia. Và em nghĩ là mình phải phát triển bản thân mình cái đã, còn chuyện ảnh là bây giờ mình đã giúp được tới đó là tốt lắm rồi. Thì lúc đó em nghỉ việc ở công ty cũ, em ra mở công ty riêng, rồi em kết nối lại quan hệ với bạn bè, mình cũng có thế giới riêng. Ảnh đi chơi thì em cũng đi chơi. Ảnh như con diều bút lên thì cũng có những giai đoạn thì nó cũng bị đứt dây. Kiểu như là lúc đó mọi thứ nó quá dễ dàng với ảnh á, cho nên là ảnh nghĩ là nó cũng dễ dàng. Ảnh có đầu tư với bạn bè này cái kia, rồi với khách hàng thì có thể là công nợ rồi các kiểu. Xong rồi có thể lúc xui, có lúc thì do lỗi mình tự tin quá, cái là nó cũng có những cái sai lầm. Và trả giá bằng tài chính thì lúc đó tụi em cũng mất tiền nhiều. Không có kẻ thứ ba là được rồi, là tốt rồi đó. Cái đó là khó khăn nhất đúng không? Đúng rồi. Cưới nhau làm sao nè? Vì cái lời hẹn 10 năm đó thì lúc đó em có nói với anh Hiển á, khi nào mà anh cưới em á thì anh phải cầu hôn nha, chứ không phải là tự nhiên cứ thế là kéo qua nhà em rồi hỏi cưới em nha. Họ có cầu hôn lãng mạn không? Siêu lãng mạn luôn á. Thì lúc đó là kỷ niệm bước sang năm thứ 10 yêu nhau đó, em đặt khách sạn đổi tên Đà Lạt hết rồi. Xong rồi em chỉ báo là em đặt ở đó đó vậy thôi. Không ngờ là ảnh chuẩn bị sẵn nhẫn, rồi ảnh gọi điện lên cho cái khách sạn đó. Khách sạn đó là khách sạn Đà Lạt Wonder. Thì cũng may mắn là có một chị đó, chị cũng muốn giống như là khách sạn mình đầu tiên tổ chức cái tiệc cầu hôn cho một đôi bạn trẻ mà quen thời gian cũng khá lâu, thì chị đó chuẩn bị chu toàn từ đầu tới cuối luôn. Kỳ này là tặng nhẫn vàng hay nhẫn bạc hay nhẫn hộp xoàn? Dạ nhẫn kim cương. Em dặn trước rồi. Em nói là nụ hôn đáng giá một sợi dây chuyền thì cả cuộc đời em phải đáng giá một hộp xoàn chứ. Rồi sao, có như là có nói những cái lời mà lãng mạn không? Tưởng tượng nha, em cũng có coi clip mà cầu hôn đồ này nọ, vì em cũng thích mơ mộng mà. Em nghĩ là lúc cầu hôn em sẽ khóc nhiều lắm, nhưng thực tế em không có khóc, em cười. Cái miệng em nó cười tét với hoàn toàn. Ủa nói gì mà mắc cười? Em thấy ảnh quỳ xuống. Rồi một người mà cũng đã sống với em 4-5 năm rồi, thì mọi thứ tụi em đã hiểu nhau hết rồi, nhưng mà ảnh vẫn trân trọng hỏi em là em có muốn dành cuộc đời còn lại với anh không. Nhưng mà sao lúc đó không khóc đâu, mà nó chỉ mắc cười thôi. Vui quá mà. Vui quá. Vui. Thật ra có nghĩa là em rất là hạnh phúc. Rồi bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè. Có nghĩa là ở ngoài ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm, 5 năm, 2 năm là coi như là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em. Nó là không bị vô thẳng vô luôn. Không có những tật xấu gì. Có bị bộn không? Rồi có nhậu nhẹt không? Có mê game không? Ảnh đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Vụ nào? Ăn vặt dễ thương mà. Chị cũng ăn vặt mà. Dạ. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo tét gì đó. Rồi bắt đầu ảnh ngồi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh ăn anh buồn quá. Xong kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nếu mà kiếm cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn? Không nặng. Vậy anh dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ để chị dụ em có ăn cũng ăn à. Rồi bây giờ còn tật gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không làm gì, nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường, ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Ảnh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa chưa có con à? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có con. Chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy, vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn? Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch của mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình quyết
viết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nói trước đó nữa, đừng vô tâm nữa. Đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Và em lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu, làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết. Nếu mà quá tốt, cái gì nó không đạt như kế hoạch thì vợ em buồn. Mà tự phải buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn rồi. Không có giải pháp khác. Nhưng mà anh vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn. Nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi. Hoàn hảo. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra nó là tốt hơn so với bình thường. Dạ. Bây giờ mong muốn cái gì? Dạ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, Hiển có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi. Trong khoảng cái thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Thôi thiệt rồi. Đã đến lúc rồi. Các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Anh chúc cho hai vợ chồng nghe. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Dạ. Dạ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, dạ, cảm ơn em. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh và chị Hương nhiều. Chúc hai đứa tội nguyện nha. Dạ. Vui anh Sơn nha. Ok. Hey, move somewhere so you can let Harry outside if you want. No, no, it's okay. He covered my belly. Xin chào các bạn. Cảm xúc của mình sau khi hình chương trình thì mình thấy rất là vui, mắc cười. Chương trình thực tế và tạo không khí vui vẻ, dễ thương. What are your feeling after your video in the show? I still don't believe that I am in a TV studio in this country. Really? Yeah, of course, I'm super excited that about to see the result then. Ảnh nói là ảnh vẫn còn hơi bất ngờ và ảnh chưa tin được là ảnh đang ở trong một cái TV show của Việt Nam vì ảnh không phải là người Việt Nam và ảnh rất là háo hức để xem cái chương trình khi mà chương trình phát sóng. Tính tới thời điểm hiện tại, mình thấy thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống là lúc mà mới bắt đầu sống chung với nhau, vì thời điểm đó là vẫn chưa sắp xếp được công việc và vẫn chưa định hướng được là mình phải phát triển cái cuộc sống và cái công ty của mình như thế nào. Thì đó là cái thời điểm mình thấy khó khăn nhất. From the moment we meet each other until now, what is the time that you think that the most difficult time in your life with, like, in our life? In our life? The beginning, when my finance situation was hard, and I was worried or something, desperate, and also a child, because I didn't want you feel that disappointed about me, and maybe that then you maybe change your mind about to stay with me, and this was the most difficult time.
anh nói là cái thời điểm mà anh thấy khó khăn nhất cũng là thời điểm lúc mà mới bắt đầu sống chung với nhau, vì thời điểm đó kinh tế của anh đang gặp khó khăn, thì anh vừa thấy bị áp lực, vừa thấy buồn mà vừa thấy cảm thấy giống như là hơi xấu hổ, bởi vì anh không muốn là vì cái khó khăn về tài chính đó mà làm cho chị thay đổi suy nghĩ là chị không muốn làm vợ của anh nữa, chị muốn kiếm người khác. Nếu như mà có ba từ để diễn tả cuộc sống của chị hiện tại thì chị sẽ chọn ba từ nào? Ba từ để diễn tả cuộc sống hiện tại của chị, thứ nhất là vui, thứ hai là đam mê, và thứ ba là khám phá. Bởi vì thứ nhất là lúc nào cũng vui, tại vì chị được làm công việc chị thích với những bé chó mèo và chồng chị cũng thích luôn. Đam mê là hai đứa mỗi ngày đều thức dậy với đam mê, bởi vì thức dậy là chị làm công việc mà chị và ảnh yêu thích. Kể cả những chuyến đi tặng xe lăn cho những bé chó mèo cũng là công việc chị và ảnh yêu thích và làm bằng đam mê. Nên kể cả đi làm thì tụi chị vẫn cảm thấy như là đi chơi vậy đó. Và cuối cùng là khám phá, bởi vì là mỗi ngày đều có một cái mới, một cái dự định mới, một cái điểm đến mới, một cái bé chó mèo mới. Nên là đó là ba từ mà chị nghĩ. Em có từng nghe là khi mà hai chị quen nhau là chị là người mà gợi mở cho anh là thay vì chọn việc mở mâm nhà hàng thì quay qua chọn cái việc là mình sẽ giúp các bé chó mèo. Vậy thì tới thời điểm hiện tại thì có bao giờ mà chị cảm thấy hối hận với cái quyết định và suy nghĩ này? Từ thời điểm mà chị khuyến như là chị ủng hộ anh ngừng công việc nhà hàng và để theo đuổi đam mê là xe lăn chó mèo của ảnh, cho tới bây giờ chị chưa có bao giờ nghĩ là cái quyết định của mình là sai, mà chị nghĩ là đó là quyết định mà sáng suốt nhất từ lúc mà chị gặp ảnh cho tới giờ, vì chính nhờ cái quyết định đó mà ảnh có được niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống. Ảnh được xuất hiện ở đây, ảnh cảm thấy là thật ra cái ước mơ mà làm xe lăn cho chó mèo và giúp đỡ chó mèo là ước mơ từ hồi nhỏ của ảnh rồi, và ảnh không dám làm, mà chính chị là người ủng hộ ảnh để ảnh bây giờ ảnh lớn rồi ảnh mới thực hiện được cái ước mơ hồi nhỏ đó. Anh là một người Việt Nam sống tại đất nước Việt Nam thì cái vấn đề tài chính là một trong những vấn đề quan trọng, thì có bao giờ cái việc đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hai vợ chồng và những quyết định của anh chị ở thời điểm hiện tại? Trước đây khi mà chị bắt đầu ủng hộ ảnh tập trung toàn thời gian cho làm xe lăn chó mèo thì thời điểm đó có ảnh hưởng về tài chính. Vì thời điểm đó là có một mình chị tìm được thu nhập thôi, còn công việc xe lăn chó mèo nó chưa kiếm được thu nhập do không có nhiều người đặt xe và biết tới. Nhưng mà bây giờ thì cái thu nhập nó đã ổn định hơn xưa rất là nhiều. Bởi vì không chỉ có làm xe lăn cho Việt Nam mà ảnh còn làm được cho những cái người nước ngoài ở nước khác nữa. Nên là thu nhập bây giờ nó ổn hơn hồi xưa rồi. Vậy thì cái dự định trong tương lai của anh chị đó là anh sẽ như thế nào ạ? Tới trong tương lai anh chị dự định như thế nào? Bobby, what is the plan in the near future or in the future that you plan to do for our life? Well, we have two parts of the plan. One is we are trying to find a land to build a sanctuary for handicapped animals in Vietnam. So we are looking for some land maybe in countryside. So in that way we can expand the help that we do for the community. And about the business, of course, we have some plans to expand our product because we are receiving more requests from overseas. So I think the next steps is that we are going to be MBA of Amazon and other websites to shopping online to expand more our business. In that way, if we can sell more, we can also help more people in Vietnam and more animals. Cái kế hoạch của ảnh là ảnh muốn sắp tới chị với ảnh sẽ xây được một cái sanctuary, tiếng Việt là gì ta, một cái giống như là một cái nhà trung tâm bảo tồn động vật ở Việt Nam, và ở chỗ đó tụi chị sẽ có thể giúp đỡ thêm nhiều cái bé chó mèo bị liệt
và phục hồi sức khỏe, và sau đó tụi chị sẽ tìm chủ mới. Vì hiện tại chị đang ở cái nhà này, chị không giúp được nhiều bé cùng một lúc, và chị hy vọng chị sẽ tìm được một mảnh đất nào đó ở dưới quê đủ rộng và chị có đủ khả năng để chị chi trả cho nó, để chị làm cái sanctuary của ảnh. Và ảnh hy vọng là ảnh có một cái dự định là anh sẽ phát triển cái công ty của chị sang nước ngoài, tại vì nếu mà chị bán được nhiều hơn thì chị sẽ có nhiều thu nhập hơn để chị giúp đỡ được nhiều hơn những cái bé chó mèo mà đang cần tới chị và ảnh, và đó cũng là cái mục đích sống của hai vợ chồng. Còn vấn đề là em bé con cái thì hai chị có thể suy nghĩ đến How about a baby, human baby, do you have you ever think about that? Yeah, sure, but it's as I say in the show that I put that decision on God's hand, but after we make the other part of our life more stable, we for sure we do everything that we have to do to try to get a baby. But if we cannot get pregnant, instead of that, the adoption is a very good choice for our family. Anh nói giống như hồi nãy anh có nói ở trong chương trình là cái đó là anh để ông trời quyết định. Tuy nhiên là nếu mà trong tương lai khi mà tất cả các dự định đều ổn hết thì có thể là tụi chị sẽ tập trung để làm thêm một số cái để mình có em bé. Giả sử tí như không có được em bé thì tụi chị sẵn sàng nhận nuôi các em một em bé nào đó ở trong trại mồ côi. Cuộc sống của anh chị hiện tại ở Việt Nam đang đổ. Like the life of you and me in Vietnam is like quite stable now. Have you ever think that you come back to your country to live in there? No. I have not any plan about to come back in the short term. Maybe later. I have one small land in there that maybe we are going to go back to build something in there. But actually, I love Vietnam and I love my wife, and I think she is fine in here and I'm fine where she is fine. Anh nói là anh chưa có cái kế hoạch nào quay trở về nước của anh hết, bởi vì anh thích Việt Nam và anh muốn sống ở Việt Nam, và anh thấy là chị ở Việt Nam thì chị vui hơn, chị có nhiều cái để chị chơi hơn á, thì ảnh sẽ ở cái nơi nào mà chị vui hơn. Ảnh có một mảnh đất ở Colombia, thì có thể nếu được một thời điểm nào đó ảnh có thể cùng với chị quay trở về mảnh đất đó để xây dựng một cái gì đó ở chỗ mảnh đất đó, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa có bản kế hoạch gì hết. Bây giờ tới là tới cái phần là hỏi nhanh đáp thật câu hỏi vui dành cho hai vợ chồng. Câu đầu tiên, ai là người nắm giữ tài chính? Chị. Ai là người siêng là việc nhà nhất? Ảnh thì chị làm biết. Ba công việc nhà mà ảnh ghét nhất. Ba công việc nhà mà ảnh ghét nhất hả? Này chị hỏi ảnh nha. Three home homework thing that you really housework thing that you really hate. Housework. Home. Like clean house or something like that or something? No, I have no any problem in the house. Actually, I think I am the person that take care the house. So you don't hate any job to do at home? I mean, I don't know what to say, because I mean, I don't love to do that job, that thing, but I don't have any problem to do. I do everything and I know how to do everything. If I had to clean dishes, I do. I clean clothes, I brush, I mop, I do whatever. So, but if maybe of those activities, maybe the one that I don't like to do, maybe is to clean dishes, maybe. Gì? Không thích rửa chén. Thật ra anh cũng không bao giờ rửa chén hết đó em, tại có cô bà vú qua làm hết trơn rồi. Nếu như mà ví người vợ của mình là một nhân vật trong phim hoạt hình thì anh sẽ chọn nhân vật này.
think I am a character in a cartoon. Which character that you think I'm same as that character? In the cartoon? Dora la Exploradora. Là gì? Alright, that's I grew up in another country. I don't know if in here you know that cartoon, but Dora the Explorer. Who is that? It's a little girl that. Do you have pictures to show? Yeah, yeah. Ảnh cho coi hình được không? Chứ ảnh nói cái nhân vật đó chị cũng không biết là nhân vật nào. You lấy your phone, you show đi. Sao em? Chị cũng không biết cái nhân vật đó là nhân vật nào nữa đi nè. Ảnh nói cái nhân vật nào ở nước của ảnh á. À cái con này nè. Show them the picture. Nè, này đúng không? It is Dora, like Dora the Explorer. In Spanish is Dora la Exploradora. She is a little girl that take care for a lot of animals, and she loves the nature, and she has a monkey. Enjoy, got a monkey. She literally, she got a monkey. Anh nói là anh nghĩ nhân vật này giống chị, tại vì con bé này nó lùn á, và nó lùn giống chị á, và nó yêu chó mèo động vật, với là nó có con khỉ thì gì cũng có nuôi con khỉ. Oh. Yeah. Nếu mà một ngày á mà anh Thỏ biến thành một người vợ của anh, một biến thành chị á, thì là anh có hai vợ thì anh cảm thấy như thế nào? They say if one day one of your dog become a real lady and you have two wives, one is me, one is the wife from your dog. How do you feel? Feel weird. It's okay. Okay. Vui. Hey, ask me if one day Harry become one husband. Like you, I have two husbands. How do you feel? I feel happy because the one husband is from Harry. And I will hate Harry. Which part of my body that you love the most? Nói xàm xàm đi ông nội. Đang interview đó nha. Xàm xàm, yes, xàm xàm, yes, xàm xàm. Before when I was praying to God to find the right person for my life, I told God, hey God, please give me one beautiful lady, not much to ask before, and I hope smart, professional, and with big boobies. And God just take Joy as your wife. Còn cái bộ phận nào trên cơ thể anh mà chị muốn thay đổi nhất? Bộ phận trên cơ thể anh chị muốn thay đổi hả? They ask me which one on your body I want to change. I'm thinking I don't know what I want to change. Chị không muốn đổi gì hết. Dị đi cho nó dễ thương. Belly? Không, with me it's okay. Kết thúc chương trình, mình và Oscar rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tụi mình đến giờ phút này. Rất cảm ơn thời gian của mọi người. Tụi mình chúc mọi người có một cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, bình an và được làm công việc mình yêu thích giống như tụi mình. Trong hành trình tiếp theo, tụi mình sẽ tiếp tục
thực hiện cái hành trình là giúp đỡ những bé chó mèo tàn tật có được đôi chân mới, và hơn thế nữa là giúp những bé bị tàn tật và bị bỏ rơi tìm được một gia đình mới để yêu thương, hoặc có thể thay đổi được suy nghĩ của nhiều người về việc là chó mèo tàn tật là không dễ thương, thì sẽ làm cho mọi người thay đổi và thấy các bé này cũng đáng yêu như thường. Và hành trình của tụi mình hy vọng sẽ có được nhiều bạn cùng đồng hành, bởi vì một mình tụi mình thì chỉ làm được một ít thôi, nhưng nếu có nhiều bạn cùng yêu thương các bé và chung tay với tụi mình thì sẽ có rất nhiều bé có được gia đình mới. Bye bye. Bye bye.